Là một cô gái trẻ, tôi cũng có cho mình những lý tưởng sống và hoài bão, không ngừng kiếm tìm những điều mới mẻ trong cảm xúc của cuộc sống và cả trong công việc. Vô tình chuyến đi mà người ta gọi là hữu duyên ấy, được sự tin tưởng làm người quay phim, ghi lại hành trình của đoàn miền Bắc, gồm những người đến từ Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh và một số tỉnh thành khác. Hòa chung niềm vui với mọi người trước chuyến đi, trong tôi cũng xen lẫn cả những hồi hộp. Ở vị trí ghi lại khoảnh khắc cho đoàn, những câu chuyện và sự trao đổi thú vị của trưởng đoàn Nguyễn Ánh cùng mọi người về địa điểm mà trưởng đoàn chưa bật mí, thì chính tôi cũng trở thành một nhân vật thấy tò mò và muốn tìm hiểu xem địa điểm ấy có gì thôi thúc khiến cho mọi người phải hào hứng như vậy. Chặng bay từ Hà Nội đến Hồ Chí Minh và tiếp đó đoàn phải di chuyển bằng phương tiện là ô tô để tới được địa điểm. Xe dừng tại địa chỉ 273 ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Xuống xe đi bộ thêm vài chục mét, một ngôi chùa theo cảm nhận không chỉ của riêng tôi, mà ai tới đây có lẽ cũng sẽ phải ngạc nhiên bởi cổng chùa có ghi rất rõ ràng: Chùa Thiền Tông Tân Diệu, chuyên dạy giải thoát. Bản thân tôi được sinh ra và lớn lên trong nền văn hóa, tín ngưỡng Phật giáo tại Việt Nam, cũng như đoàn di chuyển cùng tôi, họ cũng phải nói rằng đây là điều đặc biệt mà chúng tôi chưa từng thấy xuất hiện ở đâu. Dù là ghi hình lại cho mọi người, nhưng khi thấy ngôi chùa bao quanh là cánh đồng, ngôi chùa đơn sơ mà tạo cho tôi sự gần gũi, như thể đó là nơi tôi từng đi qua, nay trở về thôi vậy. Không hoành tráng hay nguy nga rộng lớn, chỉ nằm ở đó và bao trùm là sự thanh tịnh mà ngôi chùa có. Không ồn ào, không đông đúc, lại khép mình ở một nơi xa xôi hẻo lánh như vậy. Thế nhưng không hiểu sao, ngôi chùa đã mang lại cho tôi không ít ngỡ ngàng, bởi lẽ cảnh quan trang trí ở chùa, cùng những bảng đá, bức tượng hay phù điêu, có gì đó khang khác những nơi tôi đã từng đến. Có lẽ góc nhìn qua lăng kính máy quay không thể lột tả hết được sự độc và lạ của ngôi chùa. Chính vì vậy, tôi nhớ mình đã đôi lần gác máy quay lại để tận mắt nhìn và đọc được những gì có trước mắt. Dù là ở xa tới đây, nhưng ban quản trị cùng các thành viên trong chùa tiếp đón chúng tôi rất nhiệt tình. Chiều ngày hôm đó, cùng với thắc mắc chung của đoàn đi, một thành viên trong ban quản trị tại chùa đã hướng dẫn và đưa chúng tôi đi tham quan, cùng giải đáp những không gian cũng như những cảnh vật tại đây. Nhưng chắc có lẽ giáo pháp của ngôi chùa và phương thức tu tập thực hành nơi đây mới là điều khiến cho tôi hay đoàn đi cùng mới phải bật ra câu nói thật đặc biệt: đạo Phật duy nhất là giác ngộ, giải thoát. So với những hiểu biết mơ hồ của tôi trước đây về chủ trương của đạo Phật, thì ở chuyến đi này tôi lại quá đỗi là bất ngờ. Tôi không thể nghĩ rằng những gì được cho là cốt tủy, tinh hoa của đạo Phật từ hơn 25 thế kỷ, giờ đây lại đang được lưu giữ và phổ biến tại ngôi chùa bé nhỏ, đơn sơ và giản dị này. Ban đầu nghe đến chữ Thiền Tông, tôi cứ nghĩ là phải ngồi thiền. Nhưng khi nghe ban quản trị của chùa giải đáp về pháp môn tu thứ 6 của đạo Phật, thì tôi mới vỡ ra rằng Thiền Tông mà ngôi chùa này đang phổ biến cũng như là Tam Tổ Trúc Lâm truyền lại đã giải thích rõ ràng bốn chữ giác ngộ, giải thoát, chứ không phải là dụng công ngồi thiền như tôi từng nghĩ. Ban ngày dành thời gian ghi hình cho đoàn, đến tối tôi cũng tranh thủ thời gian đi quan sát sinh hoạt của mọi người tại chùa và cũng biết được như thông lệ vào mỗi chủ nhật hàng tuần, chùa sẽ tổ chức truyền thiền, giải đáp và phát trực tiếp truyền hình. Đúng 8 giờ sáng ngày chủ nhật, chính thức diễn ra buổi tiếp đón hai đoàn miền Nam, miền Bắc đến viếng thăm chùa. Bất ngờ hơn nữa, không phải những vị xuất gia khoác y áo màu vàng của nhà Phật, mà thay vào đó là những chiếc áo nâu cùng những sợi dây màu xanh lá, đỏ và vàng, cái mà được cho là trang phục của Thiền Tông. Xa đó một bác lớn tuổi, tóc bạc, khoác ngoài chiếc áo nâu giản dị, tôi cũng mới biết đây chính là viện chủ, cũng là trưởng ban của chùa, người hiện đang nằm giữ mạch nguồn thiền mà Đức Phật đã dạy hơn 2.500 năm đến nay. Sau hơn 60 năm miệt mài, gìn giữ, được biết bác cũng là người giải đáp tất cả những thắc mắc của những người muốn tìm hiểu về Thiền Tông mà chùa đang phổ biến ra. Tôi tự hỏi, không hiểu tại sao một cư sĩ bình thường, không xuất gia,
không tu hành mà lại có thể giải thích rõ ràng, rành mạch tất cả những thắc mắc của mọi người về Thiền Tông nói riêng và Đạo Phật nói chung, khiến cho một người còn mơ hồ về Đạo Phật như tôi mà nay được thông tỏ. Những gì mà trước kia tôi hay đi chùa còn thắc mắc, băn khoăn về bốn điều mà Đức Phật dành cả đời Ngài đi tìm, thì nay tôi đã hiểu được rõ ràng. 1. Con người từ đâu đến với thế giới này? 2. Đến với thế giới này để tranh giành hơn thua, chém giết lẫn nhau hay sao? 3. Đến với thế giới này để làm gì? 4. Sau khi chết rồi sẽ đi về đâu? Chuyến đi dù đã kết thúc, nhưng với tôi lại là sự khởi đầu cho lý tưởng sống mà sẽ là hành trang tôi có được cho mình. Có rất nhiều lý do để chúng ta đến với cuộc đời này, đâu phải chỉ để sinh ra rồi lớn lên, già yếu để rồi lại mất đi, cứ như vậy lặp lại vô cùng tận. Và tôi đã tìm được câu trả lời rằng vì sao mà tôi đến với cuộc đời này, để rồi chết tôi sẽ đi về đâu. Xin cảm ơn Ban Quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu, cảm ơn nhân duyên đặc biệt đã đưa tôi đến với chuyến đi này.